VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Đã quá Pepsi ơi! Trong cơn mưa anh đang vội vã thu xếp trở về nhà. Mùa nhanh nhành hoa em thích để làm quà, vậy mà ở nhà lại đang có thêm ai đó chơi với mình em. Chợt thoáng thốt rất nhanh em bảo chỉ là bạn em, tay em và ai kia bỗng xước ra như chẳng ai sai cả. Tất cả là dối trá, tại sao em may mắn thản nhiên bên ngoài, anh phải sống đắng cay thực tại. Duyên số bỗng dừng lại, quay đầu lại chưa chắc đã gặp đâu, vậy mà ngày còn chẳng biết quý nhau rồi chả bấy lâu. Trong một buổi chiều mà em đổi cả người yêu thương, trái tim lại mỉm cười như một người say đắm bên cạnh em. Chuyện thoáng thốt rất nhanh em bảo chỉ là bạn em, tay em và ai kia bỗng xước ra như chẳng ai sai cả. Tất cả là dối trá, tại sao em may mắn thản nhiên bên ngoài, anh phải sống đắng cay thực tại. Duyên số bỗng dừng lại, quay đầu lại chưa chắc đã gặp đâu, vậy mà ngày còn chẳng biết quý nhau rồi chả bấy lâu. Trong một buổi chiều mà em đổi cả người yêu đau, trái tim lại. Trong một buổi chiều mà em đổi cả người yêu, tại sao em may mắn thản nhiên bên ngoài, anh phải sống đắng cay thực tại. Duyên số bỗng dừng lại, quay đầu lại chưa chắc đã gặp đâu, vậy mà ngày còn chẳng biết quý nhau rồi chả bấy lâu. Trong một buổi chiều mà em đổi cả người yêu đau, trái tim lại mỉm cười như một người say đắm bên cạnh em. Và thưa quý vị, đó là Vương Va Lớp, và một trọng phát thật lớn cho sự thể hiện của hai vũ công Minh Tân và Thảo Uyên. Rất tuyệt vời ạ. À. Cảm ơn ban nhạc Hoài Sa. Trước tiên là Thành phải rất cảm ơn chương trình The Masked Singer Việt Nam, thật sự là đầu tư quá kỹ lưỡng. Tất cả mọi người chắc chắn là đã làm rất nhiều điều để mang đến những điều tuyệt vời trên sân khấu xảy ra cùng một lúc. Với bộ mascot này, với giọng hát đó, với băng nhạc như thế này, với cái dàn dựng và hai vũ công tuyệt vời đó, ở đâu có à? Trời ơi, cảm ơn chương trình rất nhiều. Có phải bài hát vừa rồi là một bài hát lần đầu tiên mình thể hiện hay không ạ? Thật sự cái bài hát vừa rồi là một cái bài hát do Buffalo sáng tác. Wow, về bổ sung cái ý của anh Thành luôn.
là The Masked Singer Việt Nam không những có những bài hát bất hủ, có những bài hát nước ngoài và thậm chí có những bài hát chỉ viết cho chương trình The Masked Singer Việt Nam mà thôi. Đầu tư quá. Tuyệt vời, quá đầu tư. Buffalo vừa rồi cũng đã có chia sẻ là chưa có sáng tác được một cái bài hát nào mà nó ra hồn hết. Ngày hôm nay khi mà một cái sáng tác mới của Buffalo như vậy mà mọi người có thể đứng lên như vậy thì chắc là bài hát đó cũng ra hồn đúng không? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Khiêm tốn. Không những là ra hồn mà làm người ta hết hồn nữa. Mà nghe bài hát vừa rồi có văng vẳng một câu ha. Cả một buổi chiều mà mất cả người yêu. Tại vì kẹt xe tới không đón nó được, nó giận nó đi. Giận quá. Nó quạo. Bây giờ thật là cái câu đó là trong một buổi chiều mà em đổi ca người yêu. Đổi cả người yêu. Không phải đổi cả mà đổi ca. Đổi ca. Đổi ca người yêu. Yêu. Yêu nhiều người cùng một lúc. Anh hết ca rồi em chạy qua người khác. Oh my god. Trời ơi. Trời ơi. Đổi người yêu mà còn chạy xô nữa hả? Ê, nhưng mà cái sự ví von này nó rất là hay. Mà lần đầu wow. tiên chị nghe thấy cái sự ví von này trong âm nhạc nha. Đổi ca. Nó vừa ví von mà nó vừa mỉa mai trong đúng đó. Rồi. Anh Love, em có một cái thắc mắc mà ở cái tập trước em chưa có hỏi anh được. Là anh đã từng sáng tác một bài gần đây cho chị Harry Won hát đúng không anh? Nếu như mà có một cái dịp mà được sáng tác cho chị Harry Won thì còn gì bằng nữa. Thật sự mình rất là mong muốn được sáng tác chị Harry Won. Hy vọng là chị để tâm đến những cái sáng tác của Buffalo Love. Nói là phải giữ lấy lời được như con bơm đậu gọi lại bay nha. Nhưng mà cho Tiên hỏi tí xíu là trong cái clip mà Tiên xem á, thì bạn nói là có một cái giải thưởng lần đầu tiên trong đời. Thì bạn có thể chia sẻ nhiều hơn về cái giải thưởng đó được không ạ? Đó là cái giải thưởng đầu tiên cũng như là cái giải thưởng duy nhất cho đến giờ mà Buffalo Love nhận được. Tôi biết giải thưởng đó. Cái giải thưởng đó cũng có liên quan đến tôi luôn. Sao cái gì anh Thành cũng biết vậy? Chỉ vô tình cuộc đời tôi trải qua nhiều cuộc đời với một người khác thôi. Nhưng mà tôi không nghĩ là bạn lại tiến bộ như vậy. Tôi biết là bạn ấy luyện hàng ngày để ra được một cái cách hát mà nó bản lĩnh như vậy. Bạn thoát được cái sự không tự tin trước đó. Tại vì tôi đã từng có những kỷ niệm riêng với bạn. Bạn ấy cố gắng trong chặng đường để thoát khỏi định kiến, thoát khỏi cả bản thân mình nữa. Bạn ấy đã chạy bộ rất là nhiều trong nhiều cuộc đua. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết cũng có nói với em rất là ngưỡng mộ cái sự quyết tâm và kiên trì của bạn. Ủa, có không? Em biết người ta là ai không? Mà anh nói như đúng rồi vậy? Em đã nói là em biết nãy giờ mà em còn biết trong cái chi tiết bạn nói bạn còn che giấu thân phận của mình. Bạn là một cao thủ. Bây giờ có cách nào cho Huy nó viết lên cái tên không? Nãy giờ thì hội đồng cố vấn cũng đã đưa ra rất là nhiều những nhận xét. Và bây giờ sẽ là một manh mối, một kỷ niệm của Buffalo Love với hội đồng cố vấn. Hay. Wow. Xin mời manh mối. Trời ơi nữa hả trời. Trời ơi. Trời ơi là trời. Thằng say diễn xuất quá luôn á. Lần đầu nhắm 5 phút rồi nhắm dừng 1 tiếng đồng hồ bắn cũng không trúng. Rồi cũng đi lượm thôi. Em ơi, giúp anh mang tờ giấy lên giùm anh. Anh đội ơn em, cảm ơn em. Dạ. Thấy thương MC quá à. Bày đặt ra diện cái nét trái tim đồ. Bắn cũng rất quớt. Bên này bóp follow chứ bên kia tăng follow đó. Đây là kỷ niệm của Buffalo Love với hội đồng cố vấn. Và bạn sẽ muốn Huy gửi kỷ niệm này cho ai? Buffalo Love xin gửi kỷ niệm này đến với ca sĩ Tóc Tiên. Nữ ca sĩ Tóc Tiên. Hả?
Tan. Có không? Nhưng trời, em biết chị nghĩ người này là ai nhưng mà sao em cũng không thấy người ta liên quan với chị ta. Ủa, từ từ, tức là hệ thống lại, nếu mà là cái người này là cái người mà mình nghĩ á thì Tiên chưa gặp người này bao giờ. Xem sống không biết ai trên thì trời, ta có kỷ niệm với em không có kỷ niệm với người ta là sao? Thì sao không cho tụi em coi với? Từ từ để chị phải làm cái sự tàng 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 tàng. Nhớ thì sao vậy? Thái độ ơi. Giống như chị là trò cười của cả chương trình nữa. Đó ghi cái gì? Nhưng mà sao? Đây nè, đây chính là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Trời ơi trời, rất là có khéo hài hước nha. Em là bóng hồng duy nhất trên cái bàn này mà tại sao từ ban nhạc tới nhóm bè xong rồi tới biên tập bây giờ cả nghệ sĩ cũng cười nhạo em. Không, chỉ đáng bị như vậy. Khi mà mọi chuyện xảy ra với mình thì ông bà thường lý giải bằng hai chữ ăn ở. Mình vừa mới nói lên là mình chưa gặp bạn này bao giờ thì hóa ra đây cũng là cái hint luôn, là đây chính là lần đầu tiên chúng ta gặp cái nhau. Cái chi tiết này khá là đắt giá đó. Đúng rồi, nếu vậy là cái phán đoán của Tiên là đúng rồi. Có nghĩa là một ca sĩ trẻ, một nhạc sĩ ca sĩ trẻ. Đúng rồi, cũng có thể. Chưa gửi bài cho Tóc Tiên bao giờ. Em có định đặt bài không? Dạ chắc chắn đấy, sau cuộc thi này nếu bài mà... vừa rồi hay quá mà. Nếu mà chị Harry không lấy thì em lấy. Harry không lấy thì Nhân nó lấy cho các em. Anh Love và anh Love, đây là lần đầu tiên anh gặp chị Tiên. Và đây là lần thứ mấy anh gặp em? Hay quá, câu hỏi hay luôn. Buffer Love gặp bạn không phải là quá nhiều lần nhưng đã từng gặp bạn rồi. Wow. Hình như là em cũng đoán đúng đúng người. Cho em xin phép được đặt một câu hỏi với bạn Buffer Love, tại vì bạn đã có cái kỷ niệm lần đầu tiên thì mình cũng sẽ có câu hỏi đầu tiên với nhau. Dạo gần đây thì mọi người đều biết là ở Việt Nam mình, đặc biệt ở Sài Gòn hay là trên Đà Lạt, có rất là nhiều những cái sân khấu mà giống như kiểu mà live band. Thì có phải bạn là một người rất hay trình diễn ở những cái sân khấu đó hay không? À, là sân khấu nào ta? Rất rõ ràng là Châu Kiệt Luân không có ưa em. Chính xác luôn. Từ vụ đưa hin là hay không ưa rồi. Rất rõ ràng. Chán quá, buồn quá, luôn thất vọng với bản thân quá. Buffer Love dạng dưới, thật ra những cái sân khấu ở Đà Lạt là mình cũng rất là muốn được tham gia đó, nhưng mà chưa bao giờ mình được đứng hát ở Đà Lạt hết. Chi tiết manh mối đã đủ rồi. Chúng tôi sẽ khép lại cuộc trò chuyện ở đây. Bây giờ chúng tôi muốn nghe những cái tên từ hội đồng cố vấn. Em có nhớ là tập trước em có phán đoán anh Buffer Love là anh Ưng Đại Vệ. Nhưng mà sau khi mà em nghe cái bài hát này á, thì em thấy anh có vẻ hơi giấu giếm cái sự xử lý bài của anh. Thì em cũng có nghi nghi một người nữa, đó là anh Mr. Zero. Mr. Zero. Cái lý do mà hồi nãy em hỏi cái câu hỏi về chuyện mà đi hát ở những cái sân khấu live band gần đây là bởi vì em có nghĩ tới một cái tên mà rất là phổ biến. Option của em là bạn Tăng Phúc. Tăng Phúc làm sao mà chất giọng này được? Còn anh Trấn Thành vẫn giữ nguyên quan điểm hay mình có thay đổi? Dạ không ạ, quan điểm của tôi thì đã thay đổi hoàn toàn rồi. Tại vì lần trước tôi không nghĩ là bạn ấy có thể hát tốt được đến như vậy. Tại vì tôi có hai option. Thì tôi nghe option 1 thì tôi cảm thấy là hình như là không giống như những gì mình đã biết về bạn ấy trước đó. Thì tôi nghĩ là option 2 thôi, chứ tôi cũng chưa rành về option 2. Nhưng mà tuần này với những dự kiện đã xuất hiện trên đoạn video, với những cuộc đổi ca người yêu, thì tôi đã có khẳng định và tôi không nói tên người này ra để giữ bí mật. Tên của bạn ấy tôi đã viết trong tờ giấy của tuần trước. Chốt, vui ạ. Em vẫn nghĩ Buffer Love đây là Mr. Zero. Wow. Nãy giờ mọi người đã phỏng vấn Buffer Love nhiều rồi. Có bài hát hết rồi, nhưng có một bài. Chị Tiên có một bài, chị Harry có một bài. Tên em chứ. Nếu mà chịu viết bài cho em á thì đứng đây nói chuyện, còn không thì mình vô trong nghỉ ngơi. Sao lớp? Hỏi chia cho người ta phủ. Cái này cũng gọi là ăn ở đó Huy ơi. Ca sĩ mặt nạ The Masked Singer Việt Nam lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư xem đồng thời trên Vion.